ông nội đó, ông nội bà nội đây nè. Giờ leo đó con đi luôn, con bển con đi. Thì đêm giờ nay tụi nó còn thức mà. Để thấy mấy cái cảnh quê mùa này. Đây. Mực luộc nha. Mực à, nó sống, miếng nó sống. Miếng nó sống. Mực gì đây, mực luộc. Chấm gì, chấm gì? Có cái nước chấm cả gì đây mấy đợi. Mặn. Để cho ông Thi này cái nó thấy ngoại hả? Ông ngoại này kia chứ. Đó, bà ngoại này. Ông ngoại thấy ông